chào quý vị và các bạn. Có lẽ ít ai biết được ngày lễ Nguyên Tiêu có nguồn gốc từ đâu, ý nghĩa như thế nào. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, Phong Thủy May Mắn ở đây sẽ lý giải cho các bạn điều này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tết Nguyên Tiêu bắt nguồn từ Trung Quốc và qua thời gian, lễ Tết này được bổ sung nhiều yếu tố của văn hóa Đông Á, vì thế nguồn gốc của nó cũng được lý giải theo chiều hướng khác nhau. Một số nhà nghiên cứu văn hóa cho hay có nhiều tài liệu và nhiều câu chuyện viết về nguồn gốc của Tết Nguyên Tiêu, hư có, thực có. Giai thoại được truyền tai nhiều nhất liên quan đến một con thiên nga của thiên đình bay xuống hạ giới và bị một người thợ săn bắn chết. Ngọc Hoàng nghe tin thì nổi giận, sai một đội quân đến ngày rằm tháng giêng xuống phóng hỏa để thiêu rụi mọi thứ ở trần gian. May thay, trong số các quan ở Thiên Triều có một vị không đồng tình với Ngọc Hoàng đã xuống hạ giới để bày cách cho con người thoát khỏi đại họa. Theo lời của vị quan thì đúng ngày này, nhà nào cũng treo đèn lồng màu đỏ nên Ngọc Hoàng cứ nghĩ lệnh phóng hỏa đã được thi hành, nhờ đó người trần gian thoát nạn. Từ đó, tại Trung Quốc đến ngày này, nhà nhà đều treo đèn lồng như một cách trả ơn vị ân nhân trên thiên đình. Tết khác lại cho rằng thời Tây Hán ở Trung Quốc, từ dịp Tết Nguyên Đán đến Tết Nguyên Tiêu, các cung nữ đều nhớ và muốn được đoàn viên cùng gia đình. Tuy nhiên thì cung cấm canh phòng khắt khe, cho nên các cung nữ không thể ra vào được. Trong số đó thì cung nữ tên Nguyên Tiêu vì buồn rầu nên đã nhảy xuống giếng để kết liễu cuộc đời. Nhưng Nguyên Tiêu được Đông Phương Sóc, viên thần thân cận của vua Hán Vũ Đế cứu sống. Sau khi nghe tâm sự của Nguyên Tiêu, Đông Phương Sóc nghĩ kế để giúp cô thỏa lòng thương nhớ cha mẹ. Ông nghĩ ra một kế là bày ra một bàn quẻ bói. Ai đến bói thì cũng nhận được quẻ mang ý nghĩa 16 tháng giêng bị lửa thiêu. Đồng thời thì ông giải thích với mọi người rằng sẽ có người của triều đình xuống giáng hỏa, mọi người hãy tâu vua để tìm cách thoát nạn. Nhà vua nghe dân tình xôn xao thì hốt hoảng nên vội triệu Đông Phương Sóc đến để bàn cách đối phó. Gặp vua thì Đông Phương Sóc vờ nói: "Thần lửa rất là thích ăn bánh, trong cung lại có Nguyên Tiêu khéo tay có thể làm được bánh vừa đẹp vừa ngon nên hãy giao cho cô ấy làm bánh." Đồng thời thì ra lệnh cho người dân trong thành treo trước cửa nhà đèn lồng đỏ để Ngọc Hoàng tưởng rằng thành đang bị cháy. Để tưởng công làm bánh dụ thần lửa, nhà vua cho Nguyên Tiêu về đoàn tụ với gia đình, đặt tên cho món bánh mà cô làm là bánh trôi và gọi ngày rằm tháng giêng là Tết Nguyên Tiêu. Còn tại Việt Nam, theo quan niệm của người Việt thì đầu xuôi đuôi lọt, thời khắc đầu tiên trong năm là rất quan trọng. Vì vậy, ngày mùng 1 tháng giêng là ngày Tết Nguyên Đán, ngày rằm tháng giêng là Tết Nguyên Tiêu. Cùng với đó thì Phật giáo trong hơn ngàn năm du nhập vào Việt Nam thì đã gắn kết các phong tục văn hóa của người Việt. Rằm tháng giêng không phải là một ngoại lệ, từ một ngày lễ hội xa lạ có nguồn gốc từ Trung Hoa đã biến đổi thành một ngày Tết mang bản sắc riêng của người dân Việt, thấm nhuần Phật pháp. Rằm tháng giêng là một trong bốn ngày rằm lớn trong năm mà người Việt, đặc biệt là Phật tử, thường viếng chùa lễ Phật cầu gia đạo bình an, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Do rằm tháng giêng trùng hợp với lễ Thượng Nguyên và Tết Nguyên Tiêu trong dân gian, đồng thời ngày này là rằm đầu tiên của năm mới, thời điểm thích hợp nhất để cầu nguyện an lành cho cả năm, nên thu hút sự tham gia của đông đảo giới Phật tử và toàn thể dân chúng. Thành nghĩa lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng đã nói lên tầm quan trọng của hội rằm tháng giêng trong tâm thức của người Việt. Đối với hầu hết các chùa Việt, trọng tâm của hội rằm tháng giêng là lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện an lành, khỏe mạnh, no đủ, thịnh vượng và phát triển cho bá tánh và đất nước. Vì thế, ngày càng đông người đến chùa lễ Phật cầu nguyện trong ngày rằm tháng giêng là một tín hiệu tốt, thể hiện rõ nét tinh thần đạo pháp và dân tộc. Khi chùa chiền được tự do sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, được sửa chữa, trùng tu, to đẹp, khang trang, cùng với sự quan tâm khôi phục các lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc của các cấp chính quyền và nhất là ý thức tìm về những giá trị sống của tổ tiên thông qua các lễ hội văn hóa của nhân dân được đánh thức, thì việc tham dự đông đảo các lễ hội như là hội rằm tháng giêng là điều bình thường. Khá nhiều chùa chiền nhân dịp Tết Nguyên Tiêu đã lập đàn dược sư, tụng kinh dược sư trong suốt tháng giêng hoặc là từ mùng 8 đến ngày rằm tháng giêng, khuyến khích Phật tử tham gia tụng niệm rồi phục nguyện hồi hướng công đức an lành cho Phật tử.
Lễ cúng rằm tháng giêng thì cần chuẩn bị những gì cho đúng? Người ta có câu cúng quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Do vậy, vào ngày này thì các gia đình thường chuẩn bị rất là cẩn thận, từ mâm cỗ cúng đến ngày giờ cũng phải chuẩn chỉ, đích xác. Trong lễ cúng rằm tháng giêng thì mâm cúng là quan trọng nhất, cần phải chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ, đúng theo phong tục. Tuy vậy, theo các chuyên gia văn hóa, mâm lễ cúng rằm tháng giêng thì không phải quá cầu kỳ và tùy theo điều kiện từng gia đình để thực hiện. Điều quan trọng trong lễ cúng rằm tháng giêng là mọi người đều thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn đối với ông bà tổ tiên, cầu mong một năm mới an lành, may mắn. Thông thường thì vào ngày này mọi người thường sắm hai lễ. Một là lễ cúng gia tiên và hai là lễ cúng Phật. Trong đó lễ cúng Phật thường là mâm lễ chay thanh tịnh cùng với hương hoa, đèn nến. Cúng gia tiên thì có thể làm các món mặn với các món ăn truyền thống của người Việt. Lễ cúng Phật, các món ăn dành để cúng Phật đều là đồ chay, thanh đạm, sạch sẽ, không cần chuẩn bị số lượng lớn. Mỗi món ăn chỉ cần bày trong đĩa, bát nhỏ hoặc vừa, số lượng từ 10, 12 đến 25 món, bao gồm các món sau: hoa quả chè xôi, món xào chay không thêm nhiều hương liệu, các món đậu, một bát canh măng nấm hoặc là canh củ quả chay, bánh trôi nước. Điểm đặc biệt trên mâm cỗ chay là sự hiện diện của những màu sắc tượng trưng cho ngũ hành, màu đỏ tượng trưng cho hành hỏa, xanh hành mộc, đen hành thổ, màu trắng hành thủy, màu vàng là hành kim. Ăn cơm chay là một cách hướng tới sự cân bằng thanh thản trong tâm hồn. Lễ cúng gia tiên, mâm cỗ mặn thông thường có 4 bát, 6 đĩa, tổng cộng thành tròn 10 món. 4 bát gồm có bát ninh măng, bát bóng, bát miến, bát mọc. 6 đĩa gồm thịt gà hoặc là thịt lợn, giò chả, nem thính, đĩa xào, dưa muối, xôi hoặc là bánh chưng và nước chấm. Cần lưu ý trong mâm cỗ cúng còn có thêm cơm tẻ là lương thực ăn hàng ngày. Mâm cỗ có cả nếp lẫn tẻ, có âm có dương đầy đủ sẽ sinh sôi nảy nở. Bên cạnh đó thì mâm cơm cúng ngày rằm tháng giêng cũng phải đầy đủ các loại vị. Vị mặn từ nước chấm, vị cay từ ớt, vị chua của đĩa dưa hành muối, vị ngọt của bánh, tất cả tạo nên một mâm cỗ đầy đủ phong vị để cầu mong an lành trong năm mới. Tuy vậy, nhiều người cũng quan niệm rằng mâm cỗ cúng rằm tháng giêng không nhất thiết phải đầy đủ các món theo đúng phong tục tập quán. Người làm cỗ có thể thêm các món có tính mát, dễ ăn. Sau khoảng thời gian bổ sung quá nhiều bánh chưng, giò chả, đồ xào mỡ dịp Tết Nguyên đán, ví dụ như là món cá hấp, cá nấu riêu kèm thêm rau sống, một số món cuốn như là cuốn thang, cuốn bỗng, hành cuốn củ quả, hoặc món thịt lợn luộc cuốn kèm thêm khế, rau thơm, lạc rang, chuối xanh. Các vật phẩm cúng, ngoài hai mâm cỗ cúng Phật và cúng gia tiên, trong ngày rằm tháng giêng thì cần chuẩn bị thêm các vật phẩm cúng bao gồm hương hoa vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu trắng. Các món cúng đều có ý nghĩa mong muốn mọi thứ được tốt đẹp, trọn vẹn, công việc sẽ suôn sẻ trong năm mới. Theo quan niệm của người xưa, mua đồ cầu may trong ngày đầu năm mới sẽ giúp cho cả năm may mắn hanh thông. Vậy, đầu năm nên mua gì để có vận may tài lộc vào nhà? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu nhé! Đầu tiên là mua vàng ngày vía thần tài. Cũng theo quan niệm của người xưa, mua vàng cầu may dịp đầu năm mới là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. Mua vàng vừa để tích trữ tài sản, lại vừa giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, cầu may mắn đầu năm cho cả năm được no đủ sung túc. Đó là một hoạt động vừa ý nghĩa vừa thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân. Đây cũng chính là hình thức tiết kiệm tránh lãng phí sau thời điểm ăn Tết của người Việt bấy lâu nay vẫn duy trì để có của ăn của để dành, từ đó thúc đẩy tinh thần hăng say lao động sản xuất của mỗi người. Với nhiều người, việc mua vàng ngày vía thần tài mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là cầu may mắn, tài lộc rủng rỉnh cả năm. Vì thế cứ vào ngày 10 tháng giêng, ngày vía thần tài đầu tiên trong năm, dù là số lượng vàng lớn nhỏ khác nhau, nhưng người dân vẫn sẵn sàng xếp hàng từ sáng cho đến tối để mua vàng. Thứ hai là mua vật phẩm phong thủy. Để mang tới may mắn cho ngôi nhà của mình thì không gì đơn giản hơn là sắm ngay vật phẩm phong thủy về để trưng bày. Tùy theo địa thế nhà, tuổi hay là mệnh của gia chủ mà lựa chọn đồ phong thủy phù hợp, có thể giúp gia chủ tăng thêm sinh khí, hóa giải xui xẻo, đón thêm cát lành. Trong ngày Tết đầu năm mới thì bạn có thể lựa chọn nhiều vật phẩm phong thủy may mắn như là tỳ hưu, kỳ lân, cá chép, tượng Phật, tài lộc sẽ theo nhau mà tới. Mua giấy xin chữ,
Đầu năm đi mua giấy xin ông đồ chữ là tục lệ văn hóa giàu ý nghĩa của người Việt, thể hiện sự coi trọng chữ nghĩa, tri thức, cũng là gửi gắm hy vọng qua con chữ sẽ mang về may mắn, tài lộc, phúc thọ như lời cầu của bạn. Ngoài ra thì người ta thường xin chữ của các nho sĩ, thầy giáo, thầy đồ nổi danh, hiền tài, đức độ, học rộng hiểu nhiều. Người xin chữ mong được phúc của người cho chữ cũng là khẳng định lời quyết tâm phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình. Mỗi Tết lại thấy ông đồ già ngồi viết chữ, điều đó dường như đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong ngày Tết của người dân đất Việt, những con người trọng đạo nghĩa, và ham học hỏi. Đầu năm thì người Việt hay đi mua muối. Người Việt quan niệm mua muối sẽ mang lại may mắn, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Mua muối đầu năm còn có ý nghĩa là cầu mong sự đậm đà trong gia đình, tình cảm gắn bó keo sơn giữa các thành viên trong nhà. Người dân Việt Nam thì thường mua muối vào sáng sớm mùng 1 Tết, và vào ngày này người bán sẽ đong một bát đầy có ngọn chứ không gạt ngang. Mua lửa ngày mùng 1 Tết. Bên cạnh tục lệ mua muối thì tục mua lửa đầu năm, bật lửa hay là diêm cũng được nhiều người tin, bởi người xưa cho rằng mua lửa là mang may mắn, mang lộc đầu năm về nhà. Vì thế nếu đầu năm ai mua được lửa thì người đó hy vọng vào một năm mới nhiều điểm lành, nhiều may mắn và nhiều tài lộc. Khi đi mua lửa thì bạn có thể mua diêm hoặc là mua các gói muối kèm theo một bao diêm hoặc là bật lửa. Sau đây là những vật không nên mua vào đầu năm mới để tránh vận xui đeo bám, cuộc sống gia đình mới bình an sung túc được. Thứ nhất là quần áo. Nghe thì có vẻ lạ nhưng quần áo đúng là một trong những thứ không nên mua vào đầu năm, đặc biệt là hai màu trắng đen. Bởi lẽ hai màu này thường tượng trưng cho sự tang tóc, chia ly, u ám nên thường có trong danh sách kiêng kỵ. Nếu mua kiểu trang phục này thì báo hiệu cả năm đen đủi, làm gì cũng không thành, tiền của không có. Thứ hai là vật sắc nhọn. Những vật dụng sắc nhọn như là dao kéo hay là vật nặng như thớt, chày, cối đều không được hoan nghênh vào đầu năm mới. Bởi theo quan niệm của dân gian, khi mua những đồ này về nhà sẽ rước theo những điều không may khác hoặc sẽ đem đến những tà khí nguy hiểm nặng nề. Từ đó, không chỉ người mua mà cả gia đình của họ cũng sẽ gặp phải xui xẻo cả năm, tình cảm xung khắc. Ngoài ra, những vật có thể cắt chặt mang ý nghĩa sát khí, có thể cắt đứt lương duyên, tài vận, tuổi thọ của gia chủ. Tốt hơn hết thì hãy dùng những đồ cũ, tuyệt đối không nên mua mới, và tốt nhất nên đợi qua tháng riêng hãy sắm sửa mới. Không mua mèo. Cũng từ quan niệm dân gian mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, nên người ta cho rằng mua mèo đầu năm là rất độc, nó sẽ làm xáo trộn cuộc sống của một gia đình, khiến cho luồng sinh khí bị rối loạn, dễ rước tai họa nguy hiểm. Hơn nữa, tiếng kêu của mèo vào ban đêm sẽ dễ kích thích đánh thức giấc ngủ của ma quỷ, khiến cho chúng tìm đến gia chủ và quấy nhiễu làm phiền, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là tinh thần của các thành viên trong gia đình. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp chia sẻ trên đây sẽ đem lại hữu ích cho bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy, biết được vận hạn của các tuổi trong năm Canh Tý 2020, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để có thể cập nhật những video mới nhất nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.